trước những game thế giới đã có phiên bản Việt. Hôm qua thì mình có đăng một cái clip về Demon Creed thì rất nhiều anh em đã yêu cầu mình sử dụng cây này trong chế độ ngàn kim, thì hôm nay mình sẽ sử dụng em nó theo nhu cầu của anh em nhá. Và giọng nó kiểu hơi bựa nhỉ. Thì hôm nay thì mình giọng mình nó hơi ồn, hơi kiểu khàn khàn sao ấy. Chắc là tới tuổi dậy thì rồi. Ok. Thì chiến nào trong chế độ ngàn kim này thì do anh em mình và clan tự biên tự diễn, đó chính là anh em mình và clan sẽ xếp thành hàng để test thử lực đam zoom của bất kỳ một loại súng nào đấy, ví dụ như là cây Demon Kit này. Thì đấy, anh em cứ việc cào nhau và mình ở đây sẽ rỉa kin toàn bộ nhá. Nếu là kin toàn bộ nhá. Đấy, đây là con Demon Kit, sẽ test xem là với băng đạn mắc của nó thì có thể giết được bao nhiêu con quái trong một ván đấu 5 hiệp. Ui dồi, đam rất là trâu luôn. Con này thuộc dòng SMG cho nên lượng đạn nó là 60/126. Chúng ta được nhận 6 viên khuyến mãi từ nhân vật. Đây mình đang sử dụng nhân vật nữ. Wow, đấm rất là trâu anh em ạ. Đam rất trâu luôn. Đây, nguyên cái bầy quái mà mình cắt chỉ còn một băng đạn. Thật không thể tin nổi. Wow. Thì dòng SMG thì luôn là dòng những dòng súng có lượng đạn trung bình tầm từ 60, hoặc có TMP thì 30. Ví dụ như là T90 Dragon này, Tham Son này, 65 không phải, Tham Son này, T90 Dragon này, T90 HPL này, T90 thường này, cũng như là một số dòng khác. Bây giờ mình hiện đại là phải đi lượm đạn đá. Thì đây là clip đầu tiên mà mình nhận được sự tài trợ quảng cáo từ game Đại Loạn Đấu. Nếu mà anh em thích thì có thể click vào đường dẫn phía bên dưới phần mô tả video chơi game nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thực sự đây là đồng tiền đầu tiên mình kiếm được từ việc quảng cáo game đây anh em ạ. Ok, chiến nào. Ô trâu quá, rất là trâu luôn, lượng đạn thì vô cùng nhiều, 60/300 mấy viên, tức nghĩa là gần cả 400 viên anh em ạ. Đam cứ phải nói là trâu lòi ra, rất, thực sự rất là chất. Ok, phải đi về nhiều chỗ lấy băng đạn ạ. Còn ngồi đây được rồi, bắn hai xong hai băng là đi lấy băng đạn liền. Tại vì như thế mới kịp được tiến độ cũng như là làm cho nó nhanh hơn. Và bạn thấy không ạ, một băng đạn thì cái trung bình là cứ test được trên 50 zone thôi. Có băng đạn mà mình được còn 7-8 con cơ. Wow, 6 viên chút nữa là đấm mồm rồi, nhưng mà do mình bắn hụt. Đây. Và mình đây là băng đạn, sử dụng băng đạn thứ 3, 3 lần đi lấy đạn rồi. Có nghĩa là một ván chúng ta có thể chơi được khoảng chừng 1.000 viên. 1.000 viên là còn ít đấy, mà chưa tính số lẻ đấy. Wow, rất là chất luôn. Trung bình cứ 1 phút thì mình sẽ bắn được 400 viên. Tốc độ xả đạn cực kỳ nhanh luôn. Đây, quá trình thay đạn nó hơi lâu cho nên là mình chiết khấu trừ hao nữa. Chắc phải 1.000 viên một trong một hiệp. Đạn ngon thật ạ. Các bạn thấy không ạ? Mình đã thay đạn lâu, tức nghĩa là dồn tất cả các lần thay đạn lại. Còn khi bắn bình thường như này thì con này tỏ vẻ là một trong những khẩu súng đáng để sở hữu. Và nó mạnh hơn cả Death và Duck. Death nhiều anh em ạ. Death Knight nó chỉ được xả tốc nhanh và đam nó cũng hơi yếu. Còn con này được xả tốc nhanh này, đam trâu nữa. Ui giời, hết đạn rồi. Thôi nên em đi lấy băng đạn anh ơi. Thôi hết thời gian rồi các bạn ạ. Cứ chơi lục đi, từ con nào được. Chắc ván này được 80 con zoom là cùng. Tôi ra bảo ao là. Ôi đúng 80 zoom luôn. Wow, mình được 240 mấy điểm. Tức nghĩa là chúng ta còn đi được 1/4 chặng đường rồi. Hy vọng là mình sẽ được 1.000 kin và phá vỡ kỷ lục hiện tại của mình là 1016. Yeah. Hãy cùng mình cầm cây Demon Kit này để thể hiện nhá. Nó con này là một trong những con SMG mà mình thích nhất. Cây nào mình cũng thích hết. Quan trọng là các bạn có tiền để sở hữu không thôi. Con này thì rất là đáng để sở hữu rồi. Và con này lưu ý là các bạn sẽ được tặng miễn phí chứ không phải mất tiền mua nhá. Hiện tại đang sự kiện, còn mà qua tương lai thì mình không thể biết được. Cho nó sẽ bán ở trong shop giống như kiểu Demon Transformer hoặc là những cái súng HPL khác. Wow, nện rất là trâu luôn. Một bầy quái 7-8 con nằm đấy chết cả đám. Wow, vãi. Nữa này. Cứ đè đầu mà bắn thì xác định là rất là rít đam luôn. Đó, các bạn thấy không ạ? Hồi trước mình có thử với cây 6 nòng và cây Fat Knight này, cây Duck Knight này. Rất là nhiều súng mình đã thử rồi, nhưng mà chưa có dòng súng nào có thể đạt được, phá được kỷ lục 1016 kim. Và hy vọng là con này sẽ phá được. Mình rất là hy vọng vào điều đấy. Flat này thì có thể gần được 1.000 kia nữa nhưng mà bị phá đám mất. Hy vọng là ván này sẽ êm xuôi. Chúng ta sẽ cố gắng vượt tốt. Hết đạn bạn ơi, mình hết đạn rồi. Đó, các bạn thấy không? Cứ khoảng chừng
cứ chừng 30-40 giây là cứ 400 viên đạn ra đi thôi. Không ngờ con này xạ tốc lại nhanh vãi ra. Mẹ thật không thể tin được. Lực à, cái âm thanh bắn của súng này cũng rất là êm. Không 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 giống như là cây Demon Transformer kia. Bắn êm không giật đấy chứ. Rất là đáng để anh em sở hữu trong cái thời gian sự kiện này. Và sắp tới thì nó sẽ ra cây cung cung Valentine, cho nên là mình sẽ hóng để làm clip cây đấy cho anh em xem vào ngày quốc tế phụ nữ Valentine, mùng 14 tháng 2. Mình FA lâu năm mình chả biết Valentine là ngày nào nữa. Úi giời, màn hình kiểu kiểu bắn nhiều quá nó bị loạn luôn. Mình xem nào. Ô, ném vào đấy mà không dính đao mà không biết là đâu ra luôn. Wow, rất là trâu. Ý kìa, ý kìa. Trời trời, chết đừng hỏi. Chúng ta còn nói 7 giây. Wow. Yeah. Quái vào bao nhiêu thì chết bấy nhiêu các bạn ạ. Nếu mà để sở hữu con này để đi đam zoom ấy, thì rất là đáng để sở hữu rồi. Các bạn thấy không ạ? Cứ một băng đạn của nó là 60 viên mà có thể ca hết 5 con zoom. Như vậy là tính trung bình ra là một ván thế này mà cân 5 con zoom là quá chuyện bình thường. Chuyện quá bình thường luôn. 5 con zoom chết xong thay đạn là quạn cũng đã vừa thay đạn xong rồi. Chết xong là quạn cũng vừa thay đạn xong rồi. Ôi giời. Ôi giời. Oh no. Em anh hỏa lỡ tay cào mình mất. Để xem ván này mình được bao nhiêu. 480 à. Vẫn có cơ hội. Nếu mà vẫn có cơ hội nếu mà 2 ván 3 ván tiếp theo mình không làm zoom. Rất có cơ hội để phá vỡ kỷ lục của mình đã lập ra. Đó chính là 1016 kin. Mình cứ cố gắng vượt lên 1 kin cũng là vượt rồi các bạn ạ. Đây, ngồi đây hóng anh em xả dao. Góc phe fit phe gì đấy. Tên mình khá là ngu người trong việc đấy. Ui giời, ôi giời. Ôi có thể chơi cả cận chiến cả. Lầy quá. Đó, các bạn thấy tốc độ xây dựng của con này cực kỳ nhanh. Và khi mà đổi súng qua lục với lại cận chiến qua súng chính là cây Demon Creep này thì không cần phải nói, tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Thực sự nó hoàn hảo về mọi mặt. Lượng đạn thì ở mức trung bình khá này. Đam trâu này. Không có gì để chê cả. Chúng ta không có gì để chê cái súng này. Có chê là nó giá hơi bị chát một tí thôi. Chát là quặn nạp tích lũy hơi bị chát một tí thôi. Còn mà con này được tặng free mà. Wow. Trong tương lai nó sẽ đem ra cửa hàng bán thì lúc đấy mới chát. Chất cực kỳ luôn các bạn ạ. Ok, anh em có thể tham gia game đại loạn đấu từ bây giờ. Đây là một game MOBA, đây là một game khá là hay. Mình đã chơi thử qua vài ván rồi. Yeah, những game mà mình quảng cáo thì không có game nào không hay hết. Với chất trở lên thôi. Và đây là game đầu tiên mình quảng cáo đấy chứ. Úi giời, úi giời. Đồ họa 3D đẹp, đừng hỏi. Úi giời kìa, ô. Siêu nhân à? Vai, anh lao ra như một vị thần nhưng mà cuối cùng đã nằm xuống chỉ với 5 viên đạn. Thật không thể tin nổi. Chính chúng tôi không thể tin nổi khi mà làm ra một cái súng hoàn hảo như thế này. Đây là B-phone nhá. Đây không phải B-phone. Đây là Nguyễn Đình Nổ. À con, Nguyễn Đình Quảng. Quảng Nổ mà. B-phone ra mắt từ năm 2015 rồi tới giờ không ra phiên bản mới. Mặc dù đã ra cái đây 2-3 năm. Ý, úi giời. Kiểu mình bắn nhiều quá cái màn hình điện thoại S6 của mình nó bị loạn sang bên. Chắc phải mua con mới thôi. Mình đang định mua S7. Ây da, đây rồi. Tại mình không thích màn hình cong của S7 cho nên mình quyết định sẽ mua S7 trong tương lai. À thằng kia núp à? Ô chơi lầy à? Đây, ư rồi. Trêu người, ngu người. Đấy, thanh niên thích thể hiện. Thích đình nổ, à thích gì? Thích nổ đấy. Ui giời, cần rất là tốt luôn. Cần zoom cực kỳ tốt. Và nó mạnh hơn cả 6 nòng và cũng như là phát 9 nữa. Ui giời, thanh niên cứ trôn ở đấy thôi. Đợi mình cho phát là đi luôn bây giờ. Thằng này lầy quá. Ê kìa, thanh niên gì đây? Vua, à không, vua. Thanh niên là gì đây? Ôi dồi, thanh niên này trôn kinh quá. Đó, rất là chất. Ý ôi. Chết luôn. Còn mình còn 6 viên. Chắc không giết được ai đúng rồi. Chắc không có đủ thời gian đâu các bạn ạ. Cố lên nào, những giây phút cuối cùng. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, tèn tèn. 159 con zombie cả hai ván. Tức nghĩa là ván này mình chỉ được 79 con zombie thôi. Wow, khá mạnh. Khó rồi. Không biết là có cơ hội được ngàn kim không nữa. Mình hy vọng là mình sẽ phá được kỷ lục của mình lập ra đó chính là 1016 kim.
Dạ. Ôi má. Xong rồi, thằng nào qua mau mù khắm thế không biết. Toàn anh em cứ làm mà chôn nhau không. Ván này mình đã quay đi quay lại mất 3-4 lần rồi. Không biết có thành công không. Ôi phê này, phê này, phê này, phê này. Lại chỉ nện cho gậy gỗ nữa. Trời ơi. Cái bọn lưu manh thật. Thanh niên lưu manh bút xa. Lại tiếp tục nện gậy gỗ. Hình như ván trước anh này cũng có nện thì phải. Đó, 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 đó. Ui giời, ui giời. Còn chưa chịu cào cơ. Đã còn nện nện đấy chứ. Lầy vai. Là hai cái kiểu, hai cái phát gậy gỗ rồi. Ôi giời, zombie thế nơi không biết khi nào mới hồi sinh luôn đấy. Không thấy mặt trời với anh như này luôn, lầy quá. Thì tất cả các bài test mà 1000 kinh và chế độ 1000 kinh này thì đều do anh em mình tự biên tự diễn mà. Mình đã nói từ đầu video rồi. Cho nên nhiều bạn cứ bảo là tại sao zombie lại không cào. Tại vì mình đang test kinh mà test down mà. Làm sao thì cào được. Bây giờ kỷ lục 1160. Kỷ lục trước của mình là 1016. Giết luôn. Ô hết đạn à? Ô rồi. Ô chết 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 rồi. Chỗ nào mà có đạn đây? À kìa kìa. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Chui vào đây cái đạn. Để chui ra đây. Rồi tí nữa mình ăn đang đạn kia cho nó đỡ mất thời gian. Cố lên các bạn ơi. Mình sắp thành làm xong rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Có khi ván này mình phá luôn cả kỷ lục ấy. Ia. Úi giời. Yeah. Đấm mồm. Phê quá các bạn ạ. Ui dấu rồi. Mình còn 2 băng. Không biết nó tặng thêm 6 băng hay 6 viên để làm cái gì. Tại vì súng này quá nhiều đạn rồi. 6 viên nữa thì không có thể làm gì. Làm thêm trò chống gì cả. Mất công thay đạn thôi. Đấy mình sẽ mình sẽ lượm luôn con đạn. Để đỡ mất công phải thay 6 băng 6 viên. Chúng ta sẽ ở đây canh tới hết giờ. Và các bạn thấy là con này nện zoom bao kinh luôn. Mặc dù nó mới sáng sáng màu thôi, súng sáng màu thôi. Nhưng mà lượng đam dầu của nó rất là bá đạo rồi. Rồi mình sẽ đếm con này một lát nữa. Mình sẽ đếm lại xem là một băng đạn thì nó sẽ được bao nhiêu con zoom nhá. Rồi bắt đầu đếm nào. 1 2 3 4 5. Ôi giời 5 con à. Còn dư mấy viên nữa chứ còn. Không không. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, gần 6 con. Đếm lại này, 1 2 3 4. Ôi giời đếm không hết các bạn ơi. Đếm mỏi cả mồm mà không hết. Nhiều quá. Kiểu như spam vậy. Rồi đếm lại rồi. 1 2 3. Còn 26 viên, mới chỉ 30 viên đạn thôi mà mình đã giết được 3 con zoom rồi. Rất là trâu chó. Đây chất luôn. Sao hết giờ rồi. Ván này mình được ghi được 74 con, 70 tin được 74 con zoom, khá là ít. Ván bình thường còn được 80 mấy cơ, tại vì là thanh niên chơi cận chiến lầy quá. Đấm hai phát vào zombie, hồi sinh làm sao kịp được. Cầu mong là ván này sẽ không làm zombie nhá. Nếu làm thì mắc nhọ luôn. Amen. Ý giời, chết 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 chết, hên rồi, hên rồi. Như vậy là mình có thể phá được kỷ lục rồi anh em ạ. Quá đã. Rồi rồi, test đam lại luôn. Test đam lại luôn là bao nhiêu con zoom sẽ chết với một băng đạn. Thì khi này súng này lên level 10 thì cái súng này lên level 10 thì lực đam của nó rất là kinh khủng. Wow, mình thực sự đếm không hết tại vì zoom quá nhiều. Nếu mà mình dừng lại để đếm thì có lẽ là không để không kịp tiến độ. Mình muốn phá kỷ lục càng nhanh càng tốt. Yeah. Phê rồi. 1 2 3. Ôi chú quỷ đầu máu quá. Bắn không có thấm vào đâu cả. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Úi giời, úi giời, rất là đông. Như vậy nếu mà trong một ván trung bình các bạn có thể chơi được 5 con zoom một lần là chuyện khá là bình thường. Thậm chí ở đây là điều dĩ nhiên của một cái súng SMG mang tên Crit Demon. Ôi giời, mình hết tổ nó đạn rồi. Hết đạn rồi. Chắc là giờ đã được 1000 mấy kia rồi. Nãy mình xem rồi, 995 rồi sao ấy. Mình sẽ ngồi vào đây để ăn hết toàn bộ. Wow, rất là đông. Thậm chí máy nó còn đếm không hết nữa các bạn ạ. Trong game nó còn đếm không hết kim của mình. Nó còn lan ra nhiều hiệp khác. Ý da. Chất quá.
Wow. Đấy kìa, mình thay đạn nữa mà vẫn còn đếm kim. Đi nha. Chết vồn các bạn ạ. Thực sự bán con này rất là sướng. Xạ tốc êm nè. Chú có quỷ vào. À, chú có quỷ và zombie cứ ăn no đạn thôi. Tại vì zombie thường chỉ có 800 máu. Tại sao mình không ý? Tại sao các bạn, tại sao cơ bản bên tập kích của họ xong không nâng số số lượng máu của zombie lên và tăng lực lực đam zoom của các súng lên nhỉ? Như vậy sẽ thấy cảm giác là kích thích hơn, ghi được nhiều kill hơn và sướng hơn. Đi ra hết đạn rồi. Chúng ta còn 50 mấy giây. Mình sẽ đứng đây. Test down lần cuối này. Các bạn hãy cố gắng đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7. Úi giời ơi, rất là kinh. 7 con zoom một lần. Wow. Cứ tính trung bình ra là chừng gần 10 viên một con. Kể cả chú quỷ. Chất vai. Đi ra, chú quỷ nằm xuống luôn. Rất là phê rồi. Như vậy là mình gần kết thúc video rồi. Chúng ta chỉ còn 20 mấy giây nữa thôi. Cảm ơn anh em Naclan đã hỗ trợ mình nhá. FA hóa vua này. Cũng như là Ryan này. Rồi thanh niên nào đây nữa. Vua này. Ryan này. Busa này. Ganh đá này. Chèo con này. Và một số thành viên khác mình không đọc tên hết được. Một lát nữa mình sẽ cố gắng cận chiến xem nào. Cận chiến xem nào. Ván này mình được 77 con zoom. Rất là đông. Thực sự đây là kỷ lục mới và mình đã lập ra. Kỷ lục của tập kích cũng như là Chrissy Action. Còn chưa có ai thứ để làm được. Và đây là mình là người đầu tiên nha các bạn. Và ván này mình được K387 con zoom. Wow. Thực sự con số rất là khủng. Đây, các bạn thấy không? 1160 chết 1. Wow. Ôi shit. Kinh khủng quá. Cảm ơn anh em Clan đã hỗ trợ nhá. Đây là tên các bạn trong Clan của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đừng quên like và subscribe nhá. Quá kinh khủng luôn. Bắt đầu party rồi. Tại loạn đấu, siêu phẩm game thế giới đã có phiên bản.